Hello, xin chào các bạn đến video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình về quê ăn Tết thì tranh thủ ra ngắm chuột, trồng thêm ít cỏ voi. Hoa súng rất là đẹp. Các bạn nếu yêu thích các dòng chuột lang, bộ ú thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để ra các video tiếp theo các bạn nhé. Hôm nay mình ra xem có bé chuột lang bị vợ bắt nạt cắn trụi hết lông các bạn. Đây. Bé Silky này mình đang ghép đôi này. Nhưng mà bị cắn trụi hết cả lông. Muốn quay video thì bắt nó ra cái chuột kia, xúc ra cái chuột kia mà quay. Để con này để bị con kia nó cắn hết một bên má này, nào phải tách riêng ra để cắn hết lông luôn rồi, bị còn cắn cả sưng cả mặt lên nữa chứ. Con này phải tách ra để nó hồi phục lại thôi, mất cả bộ lông đẹp rồi. Hai con này Silky nhỏ mà nó đã lông đã đẹp thế này này. Như hai bọn này nó nuôi riêng nào mà làm giống đẹp này. Lông dài, con kia phải cắn hết một bên luôn. Còn bọn này là giống đẹp.
các bụi cỏ voi lần trước đã mọc rất là dài. Lần trước mình cắm đi. Lên nhưng mà lên hơi ngắn. Ame màu vàng kem, mặt béo chưa. Nhìn hai con nó tranh nhau ăn. Các bạn trong các video tiếp theo nhé.